đâu kia đã thắng. Đơ một rồi bắt đầu mới kéo. Ừ. Hai ba hai một. Người kinh 1 đây. Người kinh 2 đây. Chúng tôi sẽ bố trí ông Nguyễn Văn Hải trong ban tổ chức và anh Nguyễn Văn Việt là phó đội trưởng sẽ phụ trách việc kiểm soát. Như vậy là chúng ta đã thứ hai lần chưa? Vâng, và hiệp đấu thứ 3 sắp sửa được bắt đầu. Chỉ còn một ít phút nữa là hiệp đấu thứ 3. Đây là hiệp đấu quyết định dành phần thắng thua cho cả hai đội. Và ngay lúc này chúng tôi thấy rằng các vận động viên của cả hai đội thấy rằng đang ở tư thế rất là quyết tử để làm sao chúng ta bước vào giải thi đấu. Và tôi là Huy Thanh Hữu là thứ nhất của đội tuyển một đã thắng đội tuyển 22 với tỷ số.